Thưa quý vị, cách đây không lâu, tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép trong khu danh thắng Mã Pì Lèng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã gây xôn xao dư luận cả nước. Hiện tỉnh Hà Giang đang tiến hành phá dỡ và cải tạo công trình này. Vâng, theo đó thì chính quyền địa phương thống nhất đó là không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama mà cải tạo thành điểm dừng chân không có lưu trú. Việc cải tạo tòa nhà này sẽ theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, bảo đảm an toàn và xử lý rác thải theo quy định. Bản thiết kế phá dỡ cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các bên có liên quan đồng ý. Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm trong việc tháo dỡ, giám sát, cải tạo công trình này. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chủ trì hội nghị tư vấn xin ý kiến về phương án cải tạo công trình. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kế hoạch cải tạo nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama bị chậm. Tỉnh Hà Giang không thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tài sản đối với chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc làm chủ đầu tư xây dựng đề án làng văn hóa du lịch Sa Đéc. Mục đích chính của đề án là tạo điểm nhấn, quảng bá các giá trị truyền thống của làng hoa nổi tiếng này, kích thích du lịch địa phương phát triển. Với định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đề án làng văn hóa du lịch Sa Đéc được xây dựng với dấu ấn đặc trưng riêng của địa phương trên diện tích khoảng 510 ha, vùng lõi thuộc phường Tân Quy Đông làm tiền đề lan tỏa ra các vùng lân cận. Làng văn hóa du lịch này sẽ được quy hoạch thành các khu vực đặc trưng riêng như khu nhà điều hành làng văn hóa, khu trưng bày sản phẩm ô cốp của địa phương, khu trải nghiệm ẩm thực các món dân gian từ bột và mắm. Ngoài ra còn có khu nghỉ dưỡng, khu spa với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, từ chiết xuất hoa, khu nhà trồng hoa thủy canh, khu chế biến, chế chiết xuất tinh dầu hoa, khu trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp. Làng hoa Sa Đéc là làng hoa lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, được mệnh danh là thành phố hoa của miền Tây. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan. Thưa quý vị, hiện nay thì các thiết bị điện tử như là TV, tủ lạnh, điều hòa hay là hệ thống nước thì đã trở thành vật dụng sinh hoạt không thể thiếu với bất kỳ hộ gia đình nào, dù ở nông thôn hay là vùng sâu vùng xa. Từ đó mà nhu cầu sửa chữa điện nước đang ngày càng cao, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ ở khắp các vùng miền. Thực tế thì tại các cơ sở đào tạo nghề, nghề sửa chữa điện dân dụng đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, lựa chọn và đăng ký theo học. Đây là một trong số ít những nghề trong xã hội không có tính thời vụ, khi ra trường thì không lo rơi vào tình trạng thất nghiệp hay là thiếu việc làm. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cái nghề điện dân dụng này mà, thì bây giờ chúng ta thấy đất nước chúng ta phát triển rất là mạnh mẽ, nhất là về các khu cao ốc chúng ta mọc lên, rồi là các thiết bị gia dụng chúng ta sử dụng trong gia đình hay trong cuộc sống thì rất nhiều. Vì vậy làm ra cái nghề điện dân dụng này nó cũng rất cần thiết. Tại trường cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng, nghề điện dân dụng đang là một trong những nghề được nhiều học viên đăng ký học nhiều nhất. Với số điểm tốt nghiệp của em cũng có thể thừa sức để vào các trường cao hơn, nhưng mà em thấy những trường đấy là sau này khả năng việc làm rất là thấp. Nên là em quyết định em vào trường nghề. Vì điện dân dụng này thì nó sẽ rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì bên cạnh đó thì đất nước chúng ta cũng đang phát triển ạ. Vì nhu cầu sử dụng các thiết bị điện cũng nhiều, nên là chuyên ngành của em thấy cũng rất là phù hợp với cuộc sống hiện nay. Học viên Nguyễn Mạnh Hùng là một trong số 35 học viên của lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng. Với Hùng, các kiến thức học đều mang tính thực tế cao, có thể áp dụng ngay vào công việc. Thì khi ra trường thì nhà trường sẽ tạo điều kiện cho học sinh viên chúng em ạ, sẽ giới thiệu các việc làm cho tụi em ạ. Khóa học kéo dài 3 năm, nhưng với những học viên học nghề đào tạo điện dân dụng, chỉ học tới năm thứ 2, em đã được nhận vào làm ở doanh nghiệp với số lương là 4 triệu đồng một tháng. Bây giờ em đi học là một tháng thu nhập được 4 triệu trang trải cho cuộc sống hàng ngày là sinh viên. Thì chương trình học tập của chúng em thì với lý thuyết là 30% và thực hành là 70%, nên là em sẽ rất tự tin vào tay nghề của mình sau này. Với các trường dạy nghề, điều quan trọng nhất trong giáo dục nghề nghiệp là sau khi ra trường, các em vững tay nghề, tự tin xin việc vào bất kỳ doanh nghiệp, tập đoàn nào tuyển dụng. Những người thầy trong các trường nghề không chỉ dạy nghề cho các em, mà còn định hướng các em làm việc phải có niềm đam mê với nghề mới có thể gắn bó với nghề được lâu dài. Không phải là chúng tôi chỉ truyền cho các em các cái tay nghề, các cái kinh nghiệm khi làm việc, mà trong cái việc làm đấy thì chúng tôi luôn luôn phải dạy cho các em từ cái công việc làm để làm sao
mình phải đưa cái tâm của mình vào công việc, thì khi cái tâm của mình và cái tay nghề của mình thì nó sẽ tạo ra một sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ xã hội. Mình học nghề ấy, thì sau này mình sẽ có công việc, và nếu có công việc thì cuộc sống của mình sẽ được ổn định hơn và thu nhập sẽ tốt, và cũng phục vụ được cả cho cuộc sống của mình và gia đình ấy. Nghề sửa chữa điện dân dụng là một trong những nghề luôn thiếu lao động chuyên nghiệp. Tuy có thể mang lại việc làm ổn định và thu nhập cao, song đây cũng là ngành nghề cần phải luôn học hỏi vì công nghệ rất nhanh thay đổi. Do vậy mà việc học và dạy nghề một cách bài bản đang cấp thiết được đặt ra. Thưa quý vị, chưa đầy một tháng nữa là đã đến kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020. Với các em học sinh hiện giờ thì việc ôn tập tổng hợp kiến thức đang đi vào giai đoạn nước rút. Để tiếp sức cho các sĩ tử, nhất là ở vùng khó khăn, những ngày này, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Trung An ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức bếp ăn nghĩa tình, mang đến những suất ăn đầy ắp tình thương cho những học trò ở vùng sâu, vùng xa. Đó cũng là cách mà những người lái đò gửi gắm nhiều thông điệp yêu thương qua những suất ăn miễn phí này. Nằm tại vùng sâu thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, trường Trung học Phổ thông Trung An năm nay có 283 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Thầy Lê Văn Dũng, hiệu trưởng trường đã khởi xướng xây dựng bếp ăn miễn phí để hỗ trợ học trò. Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Quân Dân Y mà Cờ Đỏ hỗ trợ cho tất cả các loại rau củ quả. Thì trường chỉ tổ chức thêm cái phần thịt, cá hàng ngày, bổ sung thêm. Thì ngoài cái nguồn hỗ trợ đó thì trường vận động kinh phí của giáo viên, rồi của phụ huynh học sinh, và đặc biệt đó là trích thêm từ cái quỹ thiện nguyện của trường. Các thầy cô của trường đã trở thành những đầu bếp thực thụ, từ việc đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho tới chế biến thành những món ăn cho đủ đầy dưỡng chất, ngon miệng. Để tiếp sức cho các sĩ tử, trong vòng một tháng, nhà trường sẽ duy trì đều đặn từ 100 đến gần 200 suất ăn mỗi ngày. Thông thường thì đồ ăn chay với đồ ăn mặn mà có sơ chế trước là bắt đầu từ 4 giờ chiều hẹn qua là bắt đầu sơ chế sơ trước. Và sáng nay là 7 giờ là quý thầy cô đi chợ mua thêm một vài vật liệu phụ nữa rồi về mình bắt đầu mình sơ chế biến. Người lái đò hóa thân thành bếp chính, còn các em học sinh khối 10 và 11 cũng trở thành những phụ bếp không chuyên. Tranh thủ những ngày nghỉ hè, nhiều em đã tình nguyện đến trường phụ giúp các thầy cô nấu nướng. Những buổi cơm miễn phí đã giúp các em học sinh tiết kiệm từ 20.000 đến 30.000 đồng một ngày, là nguồn động viên lớn cho các em học sinh diện khó khăn trong kỳ thi sắp tới. Từ trong nhà em chạy ra đây thì 7 cây, quận đi quận về thì 14 cây, nó cũng xa. Lúc trước tan học thì em chạy về nhà ăn cơm, nhưng mà giờ nhà trường có tổ chức phần ăn trong trường thì em ăn trong trường, đỡ cái thời gian chạy về nhà hơn. Luôn đỏ lửa mỗi ngày, bếp ăn thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Trung An không chỉ mang đến những suất ăn chất lượng cho sĩ tử, mà còn gửi gắm ba thông điệp yêu thương, ươm mầm cho tương lai của bao sĩ tử ở vùng đất còn rất khó khăn này.